quý đến thế, có tháng hạnh phúc bên em, đừng để con nhớ yêu thương người ơi bên nhớ lòng đâu. Quý đến người đi, người đi không phụ mình, mình không cho nhận được chỉ cần mình không xa mà không. Anh lấy ông thầy lâu, anh không biết rằng ta đừng phải buồn. Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc đồng hồ kiêm loa Bluetooth này nhé. Trên mặt trên của đồng hồ sẽ có các nút điều chỉnh chính của đồng hồ này. Bên cạnh là cổng kết nối, sạc, khe cắm thẻ nhớ, khe cắm kết nối với máy tính, mặt sau sẽ là loa. Đầu tiên các bạn là giữ nút on này nhé, thì nó sẽ để bật cái đồng hồ này. Đó. Hai nút này là nút chuyển qua chuyển lại giữa các bài hát, hoặc là mình khi mình nghe đài FM thì để chuyển kênh này. Nút M này là nút chuyển qua các chế độ của chiếc đồng hồ này. Ví dụ ở đây các bạn nhìn trên mặt đang Bluetooth đang nháy á, là đang bật Bluetooth nhá. Tại đây ấn một phát là sang đài FM này. Ấn một lần nữa là sang đồng hồ này. Nút bên cạnh là nút đèn nhá. Đó, độ sáng tối của đồng hồ này. Thay đổi sáng tối của đồng hồ. Ba nút ở ngoài cùng đây là nút điều chỉnh giờ trên đồng hồ này nhá. Thì mình sẽ bật Bluetooth trước này. Mình sẽ bật Bluetooth trên điện thoại. Bluetooth has been connected. Đó. Mình đã kết nối với nó rồi này. V5 bạn nhá. Ở đây nó sẽ phát nhạc luôn của mình ở đây. Ở trên điện thoại ấy, nó sẽ phát luôn. Và các bạn có thể kéo ấy này ra để mình xem phim chẳng hạn đấy. Thì mình có thể kéo ấy ra. Đó. Các bạn giữ hai nút này nhá, giữ thì nó sẽ là tăng giảm nhá. Ấn đếch này để chuyển bài nhá. SSL helps protect your site and your. Đó. Bluetooth has been disconnected. Tiếp theo thì ấn nút M một lần nữa này. Thì nó sẽ ra là FM. Nó hiện FM đây này. Mình giữ là hai nút này nó sẽ thay đổi âm lượng nhá. Ở nghe FM thì các bạn cắm thêm cái dây sạc của nó vào để nó làm cái như anten ấy. Ấn cái nút này, ấn một trong hai nút này để thay đổi kênh nhé. Đó. Bạn ấn nút on này để dò kênh này, ấn nút on này để dò kênh này. Đó. Tiếp theo đến chức năng chỉnh giờ trên con đồng hồ này nhé. Như các bạn thấy đây là đồng hồ đang hiển thị thời gian nhé. Thì thời gian sẽ có 3 nút được khiển chính ở phía bên tay phải đây. Và một nút ở giữa là nút M này để thay đổi giờ 24 hay là giờ 12 nhé. Đây các bạn giữ nút M này. Đó, nó sẽ đổi thành giờ 12 này. Nó sẽ có AM và PM ở đây. Các bạn đang ở giờ 12, các bạn giữ nút M. Nó sẽ mất cái chữ ở đây đi nhá. Thì là giờ 24 giờ. Đầu tiên mình sẽ chỉnh giờ trước thì các bạn giữ nút set này. Thấy số giờ nhấp nháy. Đó, mình ấn hai nút bên trái bên phải để thay đổi nhá. Thay đổi giờ của đồng hồ. Chỉnh xong thì ấn nút set để sang phút. Sau khi đã chỉnh đúng rồi thì các bạn bỏ tay ra không ấn gì cả, hoặc là các bạn sẽ giữ nút set này. Đó, giữ nút set này. Đó,
thì đồng hồ sẽ chạy như bình thường. Sau khi chỉnh giờ xong thì các bạn sẽ chỉnh đến báo thức. Thì ở đồng hồ này sẽ có hai mốc báo thức, tức là các bạn sẽ cài đặt 2 giờ khác nhau trong một ngày để đồng hồ kêu. Mình ấn nút set ở đây nhá, ấn một lần này, các bạn sẽ thấy nó báo thức đầu tiên này. Ấn báo thức thứ hai là bật báo thức thứ hai này. Ấn thêm một lần nữa là bật cả hai này. Một lần nữa là tắt đi này. Đó, thì mình sẽ chỉnh từng cái một nhá. Đầu tiên bật báo thức thứ nhất lên. Các bạn giữ nút set luôn nhá. Bật lên giữ nút set luôn, các bạn thấy số giờ nhấp nháy không? Thì mình ấn tăng giảm thay đổi đúng đến cái giờ mình cần, ví dụ là 6 giờ sáng chẳng hạn thế. Nó chỉnh xong giờ mình ấn nút set để chỉnh phút, các bạn nhớ ấn liên tục nhé. 6 giờ 15 đi. Rồi, ok, khi chỉnh xong rồi các bạn ấn nút set một lần nữa này. Thì ở đây là nó là thay đổi cái kiểu chuông của đồng hồ nhá. Có 5 kiểu chuông khác nhau. Mình thấy chuông khá to đấy. Đó, có 5 kiểu chuông khác nhau nhá. Tiếp theo sau khi chỉnh xong rồi thì các bạn ấn xem lần nữa, nó sẽ sang số giờ thứ 2. Các bạn giữ này. Đó, giữ mốc báo thức thứ 2. 15 giờ chẳng hạn. 15 giờ 15. Đó, các bạn ấn một lần nữa. Đó, tự tự như ở đây là tiếng chuông của báo thức. Ấn xong các bạn giữ set này. Rồi đấy. Giữ thì nó sẽ chuyển đồng hồ về trạng thái giờ hàng ngày. Đấy, đây là bật cả hai này. Tắt này. Bật một cái này, như vậy mình đang bật để vừa cài đặt xong là 6 giờ 15 này. Đó, các bạn có thể tùy chọn hoặc là cả hai. Còn một điều nữa, ở cái chỗ báo thức này thì khi các bạn đã cài đặt vào đây nhá, là các bạn tắt nguồn ấy. Đó, cứ tắt đi này. Thì đồng hồ nó sẽ vẫn sẽ đến giờ, nó vẫn sẽ kêu cho các bạn nhá, trừ khi nó hết pin thôi. Còn nếu mà nó có pin thì vẫn, ngay cả các bạn tắt này đi ấy, thì đồng hồ nó vẫn sẽ kêu khi mà đến giờ đổ chuông, tại vì nó vẫn, thực ra nó vẫn có bộ lưu ở bên trong. Đó, đồng hồ nó vẫn chạy bình thường, vẫn chạy tiếp thời gian bình thường, nên các bạn không phải lo lắng khi các bạn tắt này đi nhá. Dù tối mà không muốn phòng sáng quá ấy, thì các bạn có thể tắt đi. Thực ra với cái đèn này thì đây mình sẽ tắt tắt đèn đi được chưa? Đó, phòng tối thui thì nó sẽ sáng dịu đi một chút này. Và mình để mức sáng thấp hơn. Đó, nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn đâu. Bật theo. Đó. Ascend mode. Clock mode. Ok. Trên đây là video hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng chiếc đồng hồ kiêm loa Bluetooth này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.